thì ở ngay không đi được. Vâng, ở bên cạnh cái chiến thuật mà anh Văn Tùng cũng vừa phân tích thì có một cái điểm nữa mà tôi tin rằng là anh Tùng cũng sẽ để ý tới, rằng câu hỏi được đặt ra bây giờ là Đông Sim họ có cấm đi Renata Glass hay không, mặc dù họ gọi là bên phía đội xanh. Tất nhiên là cái phần cấm con Renata này thì có thể một phần nào đấy nghiêng về bên phía cái Katie Roster hơn, nhưng mà tuy nhiên để mà nói rằng là nếu mà first pick Renata Glass thì nó rất là hiếm. Vậy nên là Đông Sim cũng nên dành một sự quan tâm cho con tướng này, bởi vì cái ván đấu trước là một cái ván đấu mà tôi nghĩ rằng là họ đã có được những cái bài vở để có thể khắc chế lại cái hợp chất điên loạn của Renata rồi. Nhưng câu trả lời thì lại là không. Và khi mà đang có một con Renata rất là thành công như thế thì KT cũng có thể họ sẽ tiếp tục lựa chọn. Và chúng ta sẽ cùng đến với cấm chọn KT, vẫn là những lời cấm quen thuộc. Và Nông Sim thì cũng tương tự là như vậy. Nông Sim đã quyết định loại bỏ con Aphelios của Eminh rồi. Ván thi đấu quá thành công đối với Aphelios của Eminh đã khiến bên phía Nông Sim bắt buộc phải đưa ra một lời cấm. Trong khi đó thì KT Roster bây giờ bên phía đội 2 họ bắt buộc phải loại bỏ đi Lucian cùng với Jerry và có thể là cả Ngộ Không nữa. Lời cấm cuối cùng của Nông Sim Redford đưa ra ở tại phiên bản này nó không phải là Seraphine mà đó là Jinx. Có cảm giác bên phía Nông Sim đúng là họ không cần phải cấm con Seraphine, bởi vì nếu như để cho Eminh đánh Seraphine thì KT sẽ có một đội hình khá tù, vì rõ ràng điểm mạnh của Eminh là đánh những hyper carry. Theo như tôi đang đếm được thì đang hiện tại có 5 vị tướng xạ thủ bị cấm đi rồi. Trong đó thì có Jerry, mặc dù là như đã phân tích thì Jerry cũng đã bị giảm sút một chút sức mạnh, nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc là Jerry đã bị loại ra khỏi cái bàn cấm ở tại đấu trường Hàn Quốc. Và lượt cấm cuối cùng của KT nó sẽ không phải là nhắm vào vị trí tại đang nằm ở đâu rồi, nhưng vẫn sẽ là chia sẻ hai con tướng đi rừng mạnh nhất phiên bản. Bây giờ thì Ari, Gwen, Corki đều đang được hở ra và Seraphine cũng tương tự là như vậy. Nếu như một trong hai muốn đánh, Senna Seraphine vẫn là cặp đôi đường dưới tôi cảm giác là khá khó chịu khi kết hợp cùng với nhau. Còn ngày hôm nay thì Vikla sẽ lần thứ 3 liên tục sở hữu con Corki tại khu đường giữa này với một ý đồ duy nhất của KT là câu lết dành cho con Corki của anh ta. Những vệ binh xoay quanh Corki còn lại tương đối nhiều. Nó có thể là Viego, nó có thể là Sejuani dành cho Kurt. Và quyết định đưa ra đến từ Kurt là lựa chọn một con Viego tuyến trước cho bên phía của KT Roster. Còn Đông Sim thì sao? Họ đã có Ngộ Không, họ vẫn còn Ari của BD để có thể make play với con Ngộ Không của Red một cách dễ dàng. Nhưng họ lại đang hướng tới một cánh đẩy lẻ cho Kana với nhiều những ưu thế hơn, xoay quanh việc lựa chọn một đường giữa có khả năng tác động đường cánh tốt hơn cả Ari. Đó là một tip phép. Cái này có lẽ tôi cũng xin phép được nói thêm một xíu rằng là Nông Sim họ nên ghi nhớ rằng là cái ván đấu trước họ vận hành một cái đội hình mang thiên hướng bắt lẻ và đẩy lẻ, thực ra là không quá thành công cho lắm khi mà không thể nào có thể kháng cự lại cái nguồn sát thương ở trong mỗi tình huống gia đình tổng của bên phía KT Roster được. Nên là tôi nghĩ rằng Twitter Space cũng có thể là một sự lựa chọn mạo hiểm. Tuy nhiên là một lần nữa, nếu như mà để mà kỳ vọng thì tôi nghĩ rằng là nếu như họ đã có tính toán rồi thì hãy nên pick. Còn cặp đôi đường dưới sẽ được bên phía Nông Sim Red Force ưu tiên trước, đó chính là Saya và Rakan. Còn KT Roster, sự lựa chọn thứ ba của họ, thường thường ở đây cũng có thể là một sự lựa chọn ở vị trí xạ thủ nhá. Bởi vì là xạ thủ đang khá là bị hạn chế rồi. Nếu như họ để sang phase 2 thì khả năng cao là sẽ bị cấm thêm đi nữa. Vẫn còn đó có thể sẽ là Kai'Sa, có thể sẽ là Jhin hoặc là Ezreal. Thì Eminh cũng không ngạc nhiên cho lắm khi anh ta lấy về trước vị tướng xạ thủ trước khi phase 1 kết thúc. Ezreal được khóa vào dành cho Eminh để hình thành một đội hình cấu rỉa máu sau cánh Corki và Ezreal về giữa một cuộc ván đấu. Đây là đội hình hai nước mắt đến từ bên phía KT Roster và chắc chắn là họ sẽ có những khó khăn ở khâu đi đường khi phải đối mặt cùng với nhiều những vị tướng đi đường mạnh của đối phương, và họ đang bắt đầu loại bỏ thêm một vài những con bài mang thiên hướng tấn công mạnh vào đội hình hai xạ thủ của họ. Đầu tiên là họ loại bỏ đi con Gwen của Kana. Gwen là một trong số những mẫu đấu sĩ có khả năng càn vào rất mạnh với xương lá bất bại và khắc chế trực tiếp các đội sát tướng tiến xa đến từ những vị tướng như Ezreal hay Corki vậy. Còn bên phía của Nông Sim thì sao? Họ sẽ cấm đường nào, họ cấm hỗ trợ của Life với những lựa chọn như Kama, hay họ sẽ nhắm đến khu vực đường trên của Rascal với những vị tướng chống chịu mà anh ta có thể mang ra như con On ở tại game đấu thứ hai. Vâng, là một lần nữa là một cái sự lựa chọn, một cái lượt cấm mà chúng ta cũng đã có thể phần nào đó hình dung ra được trước rồi. Bên phía KT Roster thì họ sẽ không được chơi cái cặp đôi có khả năng đẩy đường cấu rỉa máu khá là tốt, đó chính là Ezreal và Kama trong cái ván đấu này. KT Roster thì họ dành thêm một chút sự quan tâm của mình cho khu vực đường giữa khi mà cấm đi Ari, bởi vì đó dường như là một sự lựa chọn phù hợp nhất còn lại ở phiên bản hiện tại ở khu vực đường giữa của bên phía Nông Sim có thể lấy về mà thôi. Còn về phía Nông Sim cũng sẽ có thể sẽ là một cái lượt cấm nữa vào vị trí của Life, khi mà ván đấu trước là một ván đấu mà Life anh ta chơi có thể nói là khá là tốt, thật sự là rất là tốt, mặc dù là MVP dành cho Eminh. Nhưng mà chúng ta nói nhiều về cái cánh trên quá, tôi cũng vô tình là tôi quên bẵng mất đi con Renata này. Và Nông Sim họ cấm vào Renata Glass. Lực cấm rất hiệu quả đến phía Nông Sim Red Force để có thể ngăn cản đối phương có được một con bài mạnh trong việc phá những pha giao tranh.
điều mà phía của Live đã làm rất tốt tại game đấu thứ hai. Còn bên phía KT đang hướng tới Yumi dành cho Live ở tại khu vực đứng dưới. Yumi và Esri vẫn là một cặp đôi có khả năng hoạt động rất tốt tại khu vực đứng dưới xét về khả năng đánh thủ hòa. Và Yumi đến giữa trận thì cũng có nhiều phương án trong việc đánh chung với các carry tiến trên của bên phía KT roster. Còn quay trở lại với NoSim Redford, bây giờ hai đường đơn của họ sẽ là gì đây? Những gì mà BD đang hướng tới là một midlane mang thiên hướng Mekplay chứ không phải là Azir giống như cái đấu thứ hai. Cái đấu thứ hai thì con Azir của anh ta đi đường không tệ, tuy nhiên thì những pha băng vào của anh ta lại rất thiếu sát thương phía sau. Và quyết định đưa ra đến từ bên phía của NoSim là một con Lissandra, một trong số những pháp sư có khả năng đẩy đường và tác động hai đường cánh khá tốt. Còn Kana không đứng trên thì anh ta chưa biết rằng Rascal sẽ dùng vị tướng nào cả. Vì vậy anh ta sẽ phải lựa chọn một vị tướng theo dạng là blind pick. Và những gì mà anh ta đang để là một con Nasus, mặc dù có thể xuất hiện nhưng nó sẽ là một con Nasus tôi nghĩ rằng chỉ đánh kèo với Kale mới mang ra thôi. Còn nếu mà blind pick thì nó hơi ngoại mạo hiểm một chút. Một trong số cái cách mà có thể mang Nasus ở khu vực đứng trên đó chính là khi mà đối đầu với cả Singed đường trên. Mà nếu như mà có những cái người chơi nào mà chơi Singed theo cái kiểu dạng như là farm ở giữa hai trụ ấy thì Nasus là một trong số những con tướng rất là phù hợp để có thể chống chọi lại cái khả năng thăng tiến sức mạnh của Singed. Nhưng mà thật sự nha, tôi cũng đang rất là chờ một cái ngày nào đấy mà Effort khóa vào con Nasus này. Anh ta nhá rất là nhiều rồi, kể cả từ tuần 2, tuần 3 anh ta cũng có nhá, bây giờ đang là tuần 4 anh ta cũng đã nhá. Còn đối với cả KT roster, Rascal sẽ chơi con Sejuani ở khu vực đường trên để có thể tăng thêm cái khả năng chống chịu trong cái đội hình, nhìn chung là cũng hơi có một chút mỏng cơm đến từ họ. Và một cái thông tin nho nhỏ rằng là ở trong 12.12 này thì Yumi cũng đã được chỉnh sửa một chút sức mạnh, không hẳn được gọi là tăng sức mạnh, chỉ là chỉnh sửa thôi. Nó sẽ giúp cho cái tốc độ di chuyển của em Minh khi mà Live bám vào với cái chiêu E được sử dụng nó sẽ trở nên nhanh hơn, và con Ezreal này sẽ trở nên cơ động hơn. Và Ezreal thì vốn sẵn là một con tướng cơ động rồi thì thêm cái tốc độ di chuyển nữa thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội để em Minh có thể chọn cho mình những cái khoảng trống rất là tốt để xả sát thương giống như anh ta đã làm được vào đấu trước. Chúng ta sẽ cùng phải chờ xem rằng là NoSim cũng như là KT sẽ vận hành đội hình của mình như thế nào ở trong cái ván đấu thứ ba này, ván đấu quyết định. Một đội hình cũng rất có chiều sâu về giao tranh tổng đến từ bên phía của NoSim Red Frost với Lissandra, Wukong cùng với Na và Rakan. Đó là bốn chất tướng có khả năng sổ vào cực kỳ mạnh, với hàng loạt hiệu khống chế có thể được chồng với nhau một cách hiệu quả. Và khoảng trống nếu như có nhờ loạt hiệu khống chế đó thì sẽ được Ghost tận dụng để gây sát thương với Saya tuyến sau. Trong khi đó, những gì mà bên phía KT hướng tới đang là một đội hình đánh chậm và có khả năng tăng tiến sức mạnh đến từ hai nước mắt của, thậm chí có thể là ba nước mắt nếu như Rascal có lên nước mắt khu đường trên cho Sejuani nữa, thì họ sẽ đánh cấu rỉa nhấp nhả và cố gắng né giao tranh. Nhưng nếu như bên phía của KT làm tốt thì họ vẫn sẽ có được khả năng đánh giao tranh về cuối trận không hề thua kém gì so với đối phương cả. Và Koki Ezreal sẽ là những nguồn sát thương chủ lực mà họ hướng tới trong ván thi đấu này. Ván thi đấu thứ ba và đấu quyết định đến từ KT roster và NoSim Redford trong việc họ cố gắng tìm kiếm chiến thắng thứ ba của mình ở tại LCK mùa hè năm 2022. Giải đấu được nắm giữ bản quyền bởi BoxSpot và hy vọng là các bạn sẽ để lại những lượt like, lượt subscribe để ủng hộ cho channel LCK tiếng Việt của chúng tôi. Còn đây là một cái đúng như những gì mà anh Văn Tùng đã có phân tích, chúng ta đã nhìn thấy không phải là một lần mà cũng khá nhiều lần những cái đội tuyển sử dụng một cái đội hình ba nước mắt rồi, nhưng mà đó chưa thực sự để lại một sự thành công nhất định cho lắm. Nhưng mà bây giờ ta đang nhìn thấy rằng là Effort rồi, tôi cứ tưởng rằng là anh ta vẫn đứng trong cái bụi cỏ đó cơ, nhưng mà hóa ra không phải, anh ta đi vòng lên bãi người đá và di chuyển về để đi cùng với cả những đồng đội của mình rồi. Rascal chưa phát hiện ra, các thành viên của phía cái team vẫn chưa có thông tin gì cả. Và Rascal, tôi nhìn thấy camera được zoom vào và ôi, Saya và Rakan ôm nhau biến về, và Rascal anh ta sẽ không gặp nguy hiểm trong tình huống này. Thực ra thì nếu như có cơ hội tấn công, đó vẫn sẽ là cơ hội có chiến công đầu khá cao cho phía con NoSim nha. Bởi vì Rascal đang cầm một con Sejuani không có tốc biến. Và cấp 1 thì nếu như nâng Q thì anh ta sẽ có một công cụ thoát lui thật đấy. Nhưng nếu như đối phương có những kỹ năng đeo bám tốt thì vẫn có những cơ sở để tìm kiếm chiến công đầu. Chỉ là thời gian không cho phép NoSim đứng lại khu đường trên quá lâu nữa nên họ phải bấm B về mà thôi. Những gì mà các thành viên bên phía của KT đang cố gắng làm là đẩy vòng rừng của Kurt từ cánh trên xuống. Sau đó thì Aiming và Live sẽ di chuyển trước để lấy thông tin, và đây là tình huống va chạm ở ngay cấp độ 1. Aiming và Live đang phải bỏ chạy vì đánh nhau với Saya Rakan cấp 1 cùng nâng đúp. Nó sẽ là một đợt sát thương khá lớn khiến cho Aiming và Live có thể sẽ là những người thua cuộc, và họ giật ra kịp thực hiện những pha cấu rỉa hiệu quả đến từ Aiming với hai cú quy liên tục đều trúng. Có vẻ như là sau cái ván đấu vừa rồi thì cái phong độ của Aiming đang khá là bay, người đang thi đấu khá là lấn lướt, có phần ở đó vượt trội hơn một xíu so với Ghost khi mà cái lượng máu của anh ta đang là nhỉnh hơn và sẽ là cấp 2 trước đến từ Aiming và Live. Sẽ là một tình huống có thể lao lên băng bổ vào và kéo thêm những lượng máu đến từ người chơi xạ thủ của NoSim. Và bây giờ là một tình huống Ghost bị kiệt sức, bị bắn cực kỳ đau, có hộ vệ đến từ Effort. Rồi. Và cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của NoSim phải lui về tận trụ và có thể sẽ mất đi một vài tên lính nha. Cấp 2 chắc chắn là sẽ đến trước với cái Aiming và Live rồi, họ sẽ tiếp tục gây áp lực vào bên phía NoSim. Và đây là một thế rất thuận lợi để có thể giúp các thành viên phía KT đánh sang các cánh dưới.
Viego của Cup đang có vòng rừng từ trên xuống và anh ta sẽ có mặt tại khu vực đường dưới ở cấp độ 3. Trong khi đó thì cặp đôi đường dưới bên phía Nông Sim sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào của Dread cả. Thậm chí Dread vừa rồi trong quá trình ăn vòng rừng từ dưới lên tại bãi chim thì anh ta đã bị lộ tầm nhìn bởi một con mắt cắm ra đến từ Katie Roster rồi. Đợt lính có xe chuẩn bị tràn trụ, Curse đang mải giải quyết con cóc phía sau và sẽ siêu xuống kịp để giúp cho Emin cùng với Lai thực hiện một pha băng trụ được cặp đôi đường dưới bên phía Nông Sim. Nhưng những áp lực đẩy đường đến từ bên phía KT chắc chắn sẽ mang lại nhiều ưu thế dành cho Emin trong việc đi đường và bào thêm những lớp giáp trụ đến từ công trình đường dưới của Nông Sim. Tôi hoàn toàn đồng ý với cả anh Văn Tùng, nhưng mà thực ra tôi cũng có nghĩ rằng là cái tình huống nó băng trụ nó cũng hơi mạo hiểm một xíu, bởi vì Rakan là một trong số những con tướng có cái khả năng gây ra được hiệu ứng khống chế khá là mạnh. Thế là thực sự là cũng một phần thôi nha, một phần là hơi mạo hiểm nếu như mà bên phía KT roster họ có tràn vào. Tuy nhiên chắc chắn là rất là rõ ràng với những gì anh Văn Tùng đã nói, đây là một cái thế cực kỳ tuyệt vời để cho KT có thể lấy về cái chiến công đầu từ rất là sớm, và Ezreal có được thêm cái tốc độ thăng tiến sức mạnh khi mà anh ta có rất nhiều những cái lượng máu, lượng hồi phục để có thể trụ đường lại so với cả bên phía bên kia. Và KT roster họ đang áp đặt thế trận ở hầu như tất cả các khu vực đường, khi mà thậm chí ở khu vực đường giữa vừa rồi là Curse còn di chuyển ra để cố gắng ganh vào BD kiếm cái tốc biến nhưng không thành công. Và Dread đọc bản đồ, anh ta tiến sang và có thể sẽ cướp bãi đá đến từ Curse, nhưng Curse đang tới nha. Dread không có trừng phạt nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ ăn kịp để rút lui. Đường trên đang đẩy, đó là một thế lính tốt mà Kana tạo ra để Dread có thể xâm lăng rừng một cách thoải mái. Curse cấp độ 3 di chuyển ra với 24 chỉ số quái vật rừng và anh ta đang bị cướp tương đối trắng trợn. Dread thì có phân thân sẽ hồi lại trong khoảng chừng 2 giây nữa, anh ta quay người trở lại trả đòn. Và đó là một lượng sát thương thiếu đốt khá lớn rồi vào người của Dread. Dread nhả phân thân lên cánh trên và Kana thậm chí cũng đang là bị tấn công bởi Rascal, nên cũng làm choáng đưa ra đến Rascal. Dread yếu máu, Dread tốc biến chạy. Rascal không có tốc biến để truy đuổi theo, nhưng Curse thì sao? Curse còn một cú quỳ chiến công đầu dành cho Curse và Kana cũng đang gặp nguy hiểm, làm choáng tốt. Sát thương chưa đủ. Listen Ramirez di chuyển đến khu đường trên, nhưng sát thương của anh ta cũng không đủ để giúp cho bên phía của Nông Sim có thể gỡ mạng. Và đây là tình huống Curse nhặt xác của Red lên đang cố gắng quẩy. BDD vẫn đang di chuyển theo và tốc biến của BDD còn chắc chắn sẽ là một mạng ngược lại cho bên phía của Nông Sim Redfall trong tình huống này. Đó là một tình huống cực kỳ chủ động đến từ bên phía KT roster. Mặc dù biết được rằng các thành viên bên phía của Nông Sim vẫn còn nguyên đầy đủ các phép bổ trợ, nhưng họ vẫn tiến lên và họ tự tin rằng là với cái khả năng gây ra hiệu ứng khống chế của mình, với các sát thương và khả năng chống chịu họ có được thì họ sẽ lấy về điểm hạ gục. Tuy nhiên đó là một sự xuất hiện kịp thời đến từ BD với cú dịch chuyển lên khu vực trên để giúp cho bên phía Nông Sim gỡ mạng lại được. Ở đường dưới có một tình huống giao tranh, Effort đã mất hơi nhiều máu, Emin mất cho mình thanh tẩy. Đó là nguồn sát thương khá là lớn tới từ con sai dạng của Ghost và khiến cho bây giờ thì KT sẽ phải đánh lùi. Tình huống giao tranh diễn ra tại khu vực đường dưới chỉ dừng lại ở pha đổi phép bổ trợ đến từ cả hai bên mà thôi. Và bên phía KT đang là những người bị mất ưu thế nhiều hơn so với đầu trận. Họ có thể để đường tốt, nhưng đến thời điểm này thì khi mà Sayarakan có cấp độ, họ bắt đầu bị thua ngược trở lại. Và bây giờ thì Red đã sẵn sàng từ băng trụ, Emin còn tốc biến, Life sắp hồi kiệt sức. Anh ta cùng với hỗ trợ của mình rút lui kịp, nhưng Effort vẫn có một tiểu đâm vào khá sâu. Và bây giờ thì Curse đã có mặt tại khu vực đường dưới và lãnh thổ sừng đèn, báo hiệu rằng bên phía của Nông Sim phải rút lui. Và đó là những chiếc đánh từ trụ khiến cho Effort thậm chí là phải tốc biến để giữ máu và sống sót đúng vừa rồi. Đó là một pha mà cái tên lính đẩy vào trụ đã bị clear hết rồi. Các thành viên của phía Nông Sim họ côn, tức là họ côn pha đó là hoàn toàn có cơ sở. Họ muốn tìm kiếm cái điểm hạ gục khi mà các thành viên của phía KT họ đã không còn năng lượng, đặc biệt là Emin không còn năng lượng này, không còn thanh tẩy, hoàn toàn có thể băng vào được. Mà tuy nhiên rằng là sự xuất hiện kịp thời lại một lần nữa, và lần này đến từ bên phía KT roster, đó chính là Curse đến hỗ trợ thành công cho cặp đôi đường dưới của mình không nằm xuống trong cái pha vừa rồi. Cả hai người chơi đường dưới đều đang có những cái tác động rất cụ thể đến khu vực đường nhé, và đây sẽ là một cái ván đấu mà cái lối chơi nó sẽ được đẩy tốc độ rất là nhanh ở giai đoạn đầu trận. Khi mà mặc dù đúng thật là Wukong ở giai đoạn không có hiệu ứng khống chế là dưới cấp 6, anh ta cũng hơi khó một xíu để có thể ganh, nhưng vẫn là những cái áp lực cần thiết đến từ Dread để giúp cho Nông Sim có được lợi thế. Và chúng ta cùng xem lại tình huống này để xem rằng là Dread anh ta là người có được một cái giai đoạn cấp 4 trước so với cả Curse, nhưng sát thương đến từ một con Viego là rất là nhiều. Thậm chí là Curse có cả không phải bùa đỏ của Curse, mà nó là tình huống mà cái đòn đánh thường của Kana vào người. Và Curse cùng với cả Rascal vẫn cố gắng tiến lên tìm đến Dread và một cú quy. Đó là một cái pha mắc tầm của cú quy đó ấy. Và khi mà VD tới thì Curse anh ta không còn tốc biến, không còn gì để bỏ chạy cả, anh ta bỏ lại mạng của mình. Bây giờ tại khu vực đường trên thì cũng đang là tình huống tấn công đến từ bên phía của No Shield Red Frost, và người đang bị tấn công đó chính là Rascal. Con Sejuani của anh ta đang phải bỏ nhà đi bụi ở cấp độ 6. BDD đã vòng ra được phía sau cùng với cả Dread, và Kana cũng đang chấp nhận bỏ được lính khu vực đường trên để tấn công Rascal. BDD đã tiếp cận thành công rồi, Rascal băng qua tường thành công, nhưng anh ta liệu rằng còn đường về nào hay không đây. Hầm mộ hoàn băng đến từ BDD cũng đã sẵn sàng rồi, đang liên tục là những tình huống bỏ đường để di chuyển đến từ BDD. Rascal vẫn đã cầu được khá nhiều thời gian và thậm chí anh ta có thể sống sót trong tình huống này. Một pha mất thời gian tương đối lớn đến từ phía của Nông Sim, nhưng họ không thể nào hạ gục được Rascal.
đây là tình huống thứ hai rồi nhá. Xin phép phải nhắc lại, đây là tình huống thứ hai rồi. Đầu tiên là tình huống khu vực dưới, họ cố kiếm Em Minh nhưng không thành công. Lần này họ lên đường trên kiếm Rascal nhưng không thành công. Đây là một cái lượng thông tin cực kỳ quý giá để Kurs có thể biết được rằng là người đi rừng của Đông Sim đang đứng ở đâu và tiến vào kiểm soát cho mình con rồng đầu tiên của bản đấu ở phút thứ 7, 50 giây này. Và anh ta cũng sẽ có thể tiến lên khu vực nửa trên của bản đồ để kiểm soát luôn cho mình con sứ giả. Nhưng tuy nhiên là đây là một tên đính khá là lớn được đẩy vào trụ của Rascal. Rascal sẽ cần phải clear thật nhanh để cố gắng đạt cho mình cấp 7. Tôi chưa kịp nói xong luôn, đã có cho mình cấp 7 rồi. Đây sẽ có một, có thể một tình huống giao tranh được rồi nha. Nhưng sẽ cần cái bài toán đẩy đường ở khu vực giữa nữa khi mà BD cũng là Vikla đang có một thế trận khá là hòa hoãn. Sau những lần di chuyển thì BD có được một màn gục, nhưng cái giá phải trả là khoảng trống dành cho Vikla tại khu vực giữa này, ta có thể farm và anh ta đang farm rất tốt. Khu vực cánh dưới thì mặc dù có những tình huống bị tấn công mất phép bổ trợ, tuy nhiên khi trở lại thì Emming và Lai vẫn thể hiện được khả năng đi đường khó chịu đến từ Eri cùng với Yumi. Sự khó chịu đó đến chủ yếu từ khả năng hồi phục đến từ Lai mà thôi. Những pha cấu diều của Ghost cùng Redford đã không đạt độ hiệu quả đủ lớn để có thể làm khó được cặp đội đường dưới phía KT. Và thành ra đội hình hai nước mắt đến từ bên phía của KT roster vẫn đang vận hành tương đối ổn. Những gì họ phải trả có lẽ là một con sứ giả khu vực cánh trên đã mất. Nhưng có một điểm sáng chính là việc con rồng nguyên tố đầu tiên được các thành viên bên phía KT kiểm soát. Nó sẽ khiến cho cái linh hồn rồng nếu có đến với Đông Sim cũng sẽ là một thời điểm khá trễ. Và đó chính là cơ sở để hai nước mắt của KT tiếp tục tăng tiến sức mạnh. Một cái điểm nhấn nữa trong cái ván đấu này đó chính là chúng ta đã có con rồng đầu tiên là con rồng gió rồi. Con rồng thứ hai là một con rồng lửa, thì chúng ta cũng đang phải chờ đợi một tình huống liệu rằng là có phải cái linh hồn rồng công nghệ không. Và nếu như có linh hồn rồng công nghệ thật thì những tình huống cầu máu đến từ Corki của Vikla cũng như là những cú phát bắn thần bí của em mình sẽ cực kỳ là chí mạng nha. Và ở đường trên Rascal đã sẵn sàng một tình huống lao vào rồi. Kana chỉ cần bước hụt một cái thôi là sẽ bị tấn công. Người đang chờ đó chính là Kurs. Kana sắp có na khổng lồ nhưng Kurs đang di chuyển về. Có lẽ là vì nhìn thấy cái lượng nộ của Kana như thế kia nên anh ta cũng không dám mạo hiểm. Một lượng nộ đủ để khiến cho Kana có thể thoát lui với cú chụp cuối na khổng lồ. Và bây giờ thì cánh trên cũng không có mục tiêu gì để tranh chấp cả. Sứ giả được cầm trên người của Dread thì anh ta đang bận tại khu vực giữa rồi. Sẽ chưa phải là tình huống gọi sứ giả sớm đến từ người chơi rừng bên phía Đông Sim, mà có lẽ họ sẽ muốn dùng con sứ giả này để áp lực và tiến ra con rồng nguyên tố thứ hai của ván thi đấu. Thời điểm đó thì bên phía của Đông Sim cũng sẽ phải đối mặt cùng với một con Corki sẽ có gói hàng của Vikla. Và để xem bên nào sẽ là bên có được con rồng nguyên tố thứ hai một cách dễ dàng hơn. Những tình huống di chuyển liên tục đến từ cả hai người chơi đi rừng. Và vừa rồi thì Kurt đã bị lộ vị trí, nhưng con mắt cắm ở tại khu vực cánh trên bản đồ của Nông Sim đang phát huy tác dụng cực kỳ lớn. Và pha di chuyển của Kurt cùng với Life có lẽ sẽ không tạo được đột biến quá cao cho tình huống này. Đây có thể là một cái động thái mà bên phía Nông Sim Red Force họ có thể tận dụng để có thể đẩy mạnh khu vực đường dưới lên và tấn công vào người của Em Minh. Nhưng mà thực ra cái pha đó là cái pha mà effort anh ta đứng khá là xa. Bây giờ anh ta mới tới đây và ngay lập tức là một tình huống đẩy lên khiến Em Minh phải lui về mà thôi. Khi mà con Yumi của Life đang ở khu vực đường trên của bản đồ rồi thì Ghost sẽ cố gắng gỡ gạc lại được một chút về cái mặt chỉ số lính so với cả những chơi xạ thủ bên phía KT roster. Thực ra thua không phải quá nhiều, thua cỡ chỉ khoảng tầm 2-3 con mà thôi, không phải một con số quá là đáng quan trọng cho lắm. Nhưng mà cái áp lực và cái thế trận là cái mà Nông Sim Red Force đang cần khi mà con rồng thứ hai 2 phút nữa nó ra rồi, và họ sẽ cần phải đảm bảo được rằng là Ghost sẽ có được cái nguồn sát thương tối ưu nhất khi mà con rồng đắp đất. Đó sẽ là ngưỡng sức mạnh dành cho Ghost nếu anh ta có được cái cung phong linh ở con rồng nguyên tố tiếp theo. Nhưng tôi sợ rằng lượng sát thương ở trong chính xác là lượng tiền mà anh ta có nó sẽ không đủ nhiều. Pha đứng rình khá hay đến từ Dread. Ghost đã đi qua tầm nhìn đối phương và anh ta chưa phát hiện được đối phương đang có mặt ở đây. Pha cắm mắt tốt của Life đã giúp cho bên phía của KT có thông tin đó, còn Vikla ta chưa lấy gói hàng. Anh ta đang muốn tiết kiệm nó cho khoảng chừng 1 phút 30 giây nữa. Dịch chuyển cũng đã được đầu tư đến từ Rascal tại khu vực cánh trên. Còn Kana thì trong khoảng chừng 1 phút hơn nữa anh ta sẽ hồi lại kịp cú dịch chuyển để có thể can thiệp rồng nếu như đánh nhau tại rồng diễn ra. KT có thể sẽ là những người bị thất thế hơn, còn Nông Sim thì đang tìm mọi cách để tấn công. Đội hình hai nước mắt của đối phương vẫn đang thi đấu một cách hết sức cầm chừng và an toàn. Và bên phía của Nông Sim không muốn điều đó diễn ra. Vikla gặp nguy hiểm, ngay lập tức một tình huống lao vào đến từ Effort hút được và rất nhiều chiêu cuối nhồi vào đầu của Vikla. Vikla tì này là khó về rồi, anh ta không về được, chiến công thuộc về BDD. Nhưng mà anh ta sẽ kịp thời hồi sinh trước khi con rồng ra. Cái vấn đề rằng là sứ giả của cả khu vực đường giữa, lượng tiền sẽ được chia cho Dread và BDD. Khu vực đường trên Rascal đang thực sự tìm kiếm pha solo kill và Kana bắt buộc phải tốc biến chạy sau khi bị dính thiêu đốt. Sứ giả húc vào và có được hai đất tác trụ dành cho Dread cùng với BDD. Nhưng tại thời điểm con rồng nguyên tố tiếp theo xuất hiện thì bên phía của Nông Sim rõ ràng là những người thua thiệt hơn về mặt tài nguyên. Kana đang tìm kiếm cơ hội solo kill con Sejuani phía bên kia. Rascal vừa mất Q nhưng Kana thì lại ở ngưỡng máu không quá đủ đầy để tấn công. Rascal cũng đã rút lui về kịp rồi. Đây là con rồng mà bên phía KT đang là những người có được ưu thế kiểm soát nó tốt hơn so với Nông Sim Red Frost. Vừa mất đi chiêu cuối của Rakan, con Ngộ Không cũng đã mất chiêu cuối, con Lissandra cũng không còn.
thì rõ ràng cánh dưới Nông Sim đang bị mất tới 3 cú chiêu cuối quan trọng. Trong khi đó thì KT đang sẵn sàng với tình huống giao tranh tại khoảng hàng rồng nguyên tố thứ hai với một cái gói hàng của Vicla nữa. Và nếu như để Koki nằm xuống một lần đổi lấy một rồng, tôi không biết là KT roster gặp quá nhiều trở ngại với tình huống đánh đổi vừa rồi. Kana anh ta cũng đã tôi lại nói là Kana anh ta có dịch chuyển trước so với cả Rascal, nhưng mà Kana dịch chuyển lên đường trên mất rồi. Và đây sẽ là một tình huống giao tranh mà sẽ không có hai người chơi đi đường đơn ở khu vực nửa trên của bản đồ. Và thậm chí rằng sẽ có thể là một cái thế mà bỏ rồng đến từ Red và bỏ thật, bởi vì tôi thấy Red đang đi lên khu vực bùa đỏ của nhà KT cơ. Và rồng thứ hai dành cho KT roster, và chúng ta sẽ có bản đồ linh hồn rồng đất chứ không phải linh hồn rồng công nghệ, nhưng không sao cả, vẫn là một bản đồ rất tuyệt vời để cho bên phía KT có thể khai thác được. Và đó cũng chính là ý đồ bên phía KT roster muốn hướng tới một ván thi đấu kéo dài. Chênh lệch về tiền tầm 1.000 tiền cho Nông Sim phản ánh lên dạo đi đường họ cũng đã xuất sắc trong việc khai thác một vài ma gục cùng với áp lực cho đội hai nước mắt của đối phương. Nhưng có vẻ những áp lực đó nó chưa thực sự thấm tháp là bao cả. 1.000 tiền không hẳn là một lượng tiền tạo nên một sự khác biệt lớn về mặt trang bị, và nó cũng không hình thành một quả cầu tuyết đủ để bên phía Nông Sim có thể lăn nó trước đội hình cấu rỉa tầm xa của Esri cũng như Koki. Nhưng bên phía của Nông Sim vẫn sẽ có những cách để có thể lấy lợi thế thêm bằng những pha tấn công tương tự trước đó. Bây giờ thì Vicla đang không có thanh tẩy, không có tốc biến, anh ta có thể dễ dàng là mục tiêu được chọn bởi những pha băng vào của BDD. Cánh dưới thì Effort cùng với Ghost ngày thi đấu hôm nay họ đang thực sự gặp vấn đề đi đường. Mỗi lần mà camera liên xuống đều là một kịch bản mà Ghost và Effort phải ôm trụ trước những pha cấu rỉa của Aiming và Life. Tôi chỉ nhớ rằng là có duy nhất một tình huống là Ghost cùng với cả Effort để lên được. Đó chính là khi mà Aiming nó không còn đủ năng lượng để có thể tung ra chiêu thức của mình nữa. Và chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đây là một tình huống gọi là game gia đình đến từ bên phía của KT, xin lỗi bạn, đến từ bên phía của Nông Sim Red Force. Và chiến công nó được nhường cho BD, và Lissandra vẫn có được cái tốc độ thăng tiến khá là tuyệt vời khi mà đã hoàn thành xong cho mình cái băng trượng vĩnh cửu rồi, cầm thêm cho mình cả cái đồng hồ nữa. Và cái đồng hồ này nó sẽ, có lẽ là nó sẽ không được sử dụng cho đến khi mà con rồng thứ ba của bản đồ xuất hiện cơ. Bởi vì là con sứ giả này thì một là KT, hai là bên phía Nông Sim hoàn toàn bỏ được, cũng cả có lý mà thôi. Và lại là game gia đình nhắm vào Vicla, không có BD nhưng vẫn phải khiến cho pháp sư đường giữa của KT roster lên bảng điểm số. Họ đang liên tục khoét sâu vào cái cánh của một con Koki không có tốc biến, không có thanh tẩy, và tách mình ra khỏi đồng đội khiến cho Vicla đã phải nằm xuống. Lượng tầm nhìn hiện tại cánh trên của Nông Sim đang hoàn toàn vượt trội so với KT roster với nhiều những mắt kiểm soát. Và bây giờ Kurt coi chừng nha, anh ta cũng có thể là mục tiêu được chọn. Và Rascal đã di chuyển ra với một cú Bola nó vào tường rồi. Kurt mặc dù bị giữ chân lại bởi hầm hoàn băng, nhưng sát thương tuyến sau đến từ Ghost chưa đủ để lấy mạng của Kurt trong tình huống này. Kurt vẫn có thể rút lui được. Những sứ giả cánh trên thì đã thuộc về cho Dread. Những pha tấn công lấy mạng cùng với khai thác mục tiêu đến từ phía của Nông Sim Red Force đang cho họ thêm những lợi thế đi được. Và đây cũng sẽ có thể là một cái trụ đầu trên toàn bản đồ dành cho bên phía của Nông Sim Red Force. Và đúng thật là sẽ có lượng tiền khá là lớn được chuyển vào tài khoản của Kana, một con Na mà đã hoàn thành cho mình cái tam hợp kiếm rồi. Đây sẽ là một con Na rất là nguy hiểm nếu như mà Kana có thể kiểm soát được cái lượng nộ cần thiết. Trong khi đấy thì Rascal vừa rồi anh ta xuất hiện ở khu đường dưới, và các thành viên của phía KT roster họ cũng đã không lộ tầm nhìn ở đâu cả, và đó là một cái khoảng trống rất là lớn để cho con Na tín hiệu Kana lên trụ. Và tạm thời thì xét về mặt công trình thì bên phía Nông Sim Red Force họ vẫn đang làm được tốt hơn, và đặc biệt là họ vẫn đang khóa rất là chặt vào con Koki của Vicla này. Hai lần lên bàn điểm số đến từ Vicla rồi, anh ta đang không có được những cái lợi thế cần thiết giống như ván đấu trước nữa. Hai rồng dành cho KT roster nhưng họ phải trả giá bằng 2.000 tiền chênh lệch đến từ các thành viên Nông Sim Red Force ở thời điểm phút thứ 17 của ván đấu. Và những ma gục đó rơi hết vào tay của BD cũng như là Dread. Thì để xem con Lissandra ăn hai mạng này của BD sẽ thể hiện khả năng xử lý giao tranh như thế nào. Chúng ta vẫn đánh giá Lissandra qua khả năng make play của những người chơi chứ không đánh giá nhiều về mặt gây sát thương. Nhưng khi Lissandra cầm được nhiều trang bị thì những pha băng vào của Lissandra nó sẽ không chỉ là những yêu khống chế nhiều mục tiêu, mà nó có thể là những lượng sát thương sốc vô cùng ấn tượng đến từ BD. Và đây là tình huống muốn bắt bớ vào Rascal đến từ phía Nông Sim, nhưng có lẽ họ sẽ không đủ sức để giết con Seju đi khá trâu này. Chỉ là vẫn sẽ có những khoảng trống để Kana trụ. Anh ta vừa có được trụ một khu vực đứng trên với lượng tiền khá lớn chảy vào túi của mình. Và bây giờ sẽ là cái trụ thứ ba cho bên phía của thứ hai trong phía Nông Sim. Đây là một con Lissandra có thi đốt sách phép. Với full combo của mình thì BD vừa lấy được một lượng máu khá lớn đến từ vị trí của Vicla và lại tiếp tục băng lên. Nhưng đó là tình huống né quy tốt đến từ Vicla, anh ta trả sát thương vào BDD. Pha lướt thẳng đến từ vị trí của Vicla để tấn công, nhưng đó là pha đồng hồ hay. BDD còn tốc biến và Vicla cũng vậy, một tình huống tên lửa định hướng sát thương không đủ. Pha solo khá căng, nhưng đó là cung ánh sáng lên khu cánh trên, né tốt của BDD rồi. Kurt đang chuẩn bị vòng ra, nhưng anh ta không có được đủ tốc độ di chuyển để tiếp cận BDD trong tình huống này. Một pha solo rất hay nha, thật sự rất hấp dẫn.
của một cái vị tướng mà cũng không có được cái khả năng để có thể solo queue tốt như kiểu Lissandra, với một Corki đang không có được tài nguyên. Và chúng ta thấy rằng là cái khả năng xử lý của Lissandra ở BD là tốt đến mức độ như thế nào, và cũng nhưng mà thật sự để mà nói là cũng khá là may cho BD rằng là Vicla đang khá là yếu trong pha vừa rồi thì mới có cơ sở để cho anh ta băng lên mà làm như thế, chứ nếu không là sẽ có thể có mạng shutdown dành cho Vicla rồi. Và tạm thời thì cái hầm mộ ăn băng nó hồi rất là nhanh. Tôi đã bị nói là tạm thời không có, nhưng mà nó đã hồi luôn rồi và đã sẵn sàng cho một tình huống giao tranh rồng rồi. 5 giây nữa, nói hơi nhanh một tí, 5 giây nữa là con rồng nó sẽ ra, và các thành viên của bên phía Kitty Roster họ đang chia ra, họ đang muốn bỏ con rồng này. Vicla đang ở đường trên bởi vì anh ta không có đủ lượng sát thương để có thể giúp cho Kitty Roster nhồi vào trong tình huống tranh chấp, và sẽ là rồng đầu tiên dành cho Nong Simnet Force. Mặc dù hai nước mắt của Kitty Roster đã có một cái biến ảnh thành thần kiếm Muramana đến từ Aiming, hay có một cái cũng đã lên tới hơn 300 số của Vicla, nhưng vì họ có tới hai rồng nên đội hình này của KT có thể cân nhắc buông bỏ tầm 2-3 con rồng liên tục. 2-3 con rồng đó sẽ tạo ra khoảng trống tới 10-15 phút dành cho KT để có thể tăng tiến sức mạnh thêm cho Corki và Ezreal của họ. Và đến lúc đó khi mà Corki cầm 3 đồ cùng với Ezreal cũng tầm 3 món trang bị lớn, thì khả năng cấu rỉa đến từ bên phía của KT hoàn toàn đủ sức để giúp cho họ có thể có ưu thế nhiều hơn về late game so với Nongshim. Nhưng Nongshim rõ ràng đã không muốn giai đoạn đầu trận diễn ra một cách êm xuôi như vậy cho bên phía KT. Họ đã gây sức ép liên tục. Và đó là pha băng đến từ BDD với một tình huống vòng tròn đánh giá mắc tầm và khiến cho Aiming đã phải đầu tư thanh tẩy để rút lui. Đừng quên rằng BDD vẫn còn đó cái hầm mộ hàn băng. Nó có thể là công cụ mở giao tranh tiếp theo mà Nongshim có thể mang lại một pha giao tranh thắng lợi nếu như KT quá dướn. Còn KT thì đúng là họ đang đánh một cách hết sức chậm rãi. Những gì cần bỏ họ đã bỏ. Những gì cần làm bây giờ đó là tiếp tục tăng tiến sức mạnh cho Corki của Vicla. Tôi đang nghĩ rằng là cái tình huống đó có thể sẽ là trụ bậc thêm dành cho bên phía của Nongshim cơ, nhưng mà tuy nhiên rằng là khi mà BD băng lên là gần như là anh ta đã côn về rồi. Đáng nhất là các thành viên của phía Nongshim họ có thể tập trung lại và chỉ quan tâm tới việc công trình thôi, bởi vì cái con sứ giả này khi mà nó hút vào nó sẽ lấy đi một lượng máu rất là lớn ở trụ bậc thềm đó, và nó sẽ mở toang ra cánh cổng để tiến vào nhà chính của bên phía KT Roster. Và tuy nhiên là đúng thật là so với cả cái việc là mạo hiểm lao lên và biết đâu đấy các thành viên KT Roster phản công, thì Nongshim chọn an toàn, họ sẽ trở về nhà, họ hài lòng với việc là cái trụ một, chứ các bạn là cái trụ bậc thềm ở đường giữa nó chỉ còn khoảng tầm dưới nửa cây máu mà thôi, và khoảng tầm 2-3 tơn lính nữa là Ghost hoàn toàn có thể chạm được vào cái trụ đó. 3 phút nữa thì mới có rồng, một cái ván đấu thực sự tôi cảm giác nó diễn ra khá là nhanh, nhưng mới chỉ trôi qua có tầm 20 phút mà thôi, hai bên vẫn đang đặt khá là nặng vấn đề kiểm soát thay vì là vấn đề giao tranh, đặc biệt là KT khi mà bây giờ họ vẫn đang cần con Corki của Vicla đạt được những sức mạnh cần thiết. Và 3 phút nữa nếu như cảm giác chưa ổn lắm thì bên phía KT có thể tiếp tục cân nhắc bỏ rồng. Nó chỉ là dòng đất thứ hai cho bên phía của Nongshim trong ván thi đấu này mà thôi. Và Saya của Ghost dùng dịch chuyển để ăn lén Baron à. Họ đang có một tiếng kiểm soát tầm nhìn tại Baron nhưng cần một con mắt kiểm soát nha. Ui. Cắm mắt kiểm soát sau khi khởi động Baron đó là một quyết định tương đối sai lầm đến từ Nongshim. Và KT biết cung ánh sáng bắn ra để cấu máu và lấy tầm nhìn, nó trúng vào Kana. Kana đang tích nộ để hóa na khổng lồ. Rascal di chuyển ra với một tiếng cắm mắt. Edford là người bắt lại anh ta rút lui thành công với sức mạnh hành tráng, nhưng máu mất đi đến từ tập thể của Nongshim là tương đối nhiều rồi nha. Họ muốn ép Baron thật đấy nhưng họ lại không kiểm soát tầm nhìn trước đủ tốt để làm điều đó một cách thuận lợi. Và KT có thông tin, KT đẩy đối phương ra khỏi Baron, họ tấn công một trụ một lấy đi nửa cây máu trụ một của Nongshim. Và bên phía của Nongshim Force thì có một thành viên đang cầm cho mình cái tàn phá hủy diệt. Nếu mà tôi nhìn không nhầm thì đó chính là Vicla, anh ta cũng đang mang cho mình cái nhánh phụ là cái nhánh kiên định để có thể dễ dàng để trụ tốt hơn. Nhưng mà tuy nhiên rằng là cái pha đó là một cái pha nếu như mà cố gắng ăn trụ một khu đường giữa nó sẽ hơi dướn. Mặc dù đúng thật là cái trụ một đường giữa nó sẽ giúp cho bên phía của KT Roster mở ra được cái lượng tầm nhìn rất là lớn ở hai khu vực bờ sông. Nhưng bây giờ là KT họ vẫn đang thực sự rất là kiên nhẫn, cái lối chơi mà chúng ta đang thấy rất là nhiều ở các đội tuyển khu vực LCK rồi. Vicla bây giờ anh ta đã hoàn thành xong cho mình được 360 điểm nước mắt, có được thần kiếm Muramana, nhưng mục tiêu sắp tới nó sẽ phải là ui, nhưng mà khoan đã, tôi đang định nói rằng là cái bạn của Luden, nhưng mà Kana tới với Natini thì nó sẽ hơi khó khăn nha. Rascal đang bế Light đi theo con Yumi, mục tiêu có thể sẽ là Vicla chứ không phải là Rascal. Vicla đang bị tấn công, giữ chân tốt lại đến chương cuối, bộ la băng hàn tung ra thẳng vào tường và Vicla lên bảng điểm số. Lập tức thì xuống Edward lao vào, nạn nhân đang là Light nằm xuống rồi, và khi mà Ghost tới thì Rascal cũng đi theo. Bây giờ thì Nongshim có thể ăn được Baron rồi. Lần này thì Nongshim đã xuất sắc trong việc ép Baron, ép ở tại Baron thì đúng hơn. Họ đã có tiếng dịch chuyển bọc đầu và bắt được Vicla, mặc dù đó là một quyết định dịch chuyển ở Natini. Nhưng Natini lại có cái hay của nó là lượng sát thương mà Kana có thể gây ra là tương đối nhiều. Và để rồi ta vẫn kịp hóa Na khổng lồ với một cú hất đẹp và giúp cho bên phía của Nongshim có được tới 3 mạng. Bây giờ thì Aiming và Curse không có gì để làm cả.
cùng ánh sáng nhằm kết Baron nhưng không được mất rồi. Đó là cú trừng phạt tốt đến từ Dread, giữ lại Baron cho bên phía Nông Chim Red Frost. Họ cần coi Baron này, họ thực sự cần coi Baron này để kết thúc ván thi đấu sớm. Họ sẽ không muốn gắn đấu kéo quá dài khi mà Ezreal Cocky có được từ 13 cho đến 4 món trang bị. Và đó là một quyết định dịch chuyển bọc đầu để bắt một con Cocky đẩy quá cao đến từ bên phía Katie Roser. Rascal đã cover bằng một cú Bola, nó thực sự đi ra ngoài bản đồ. Nó đi vào đâu thì tôi cũng không biết nữa. Nhưng đó chính là cơ sở để bên phía của Nông Sim có được 3 mã hàng gục cùng với Cabaron cho cả 5 thành viên của họ. Tôi cũng đã nghĩ rằng là Rascal mới là người bị giữ chân lại cơ. Tôi cũng đã vô tình bỏ quên mất Vikla ở khu vực này trên của bản đồ. Và bây giờ con Cocky 0-3-0 rồi. Đúng thật là anh ta có farm hơn so với cả BD. Nhưng mà BD thì đang là 202. Và anh Văn Tùng cũng có nói rằng là KT hoàn toàn có thể bỏ rồng. Nhưng mà thời gian thì đang không cho phép họ làm điều đấy nữa rồi. Khi mà nguồn sát thương của Nông Sim bây giờ đã nhỉnh hơn rất là nhiều so với giai đoạn đầu trận. Và đây là một tình huống cùng ánh sáng tung ra, Effort mất 1/3 cây máu. Rồi tôi lại nói rằng là Ghost đã có cho mình cái nỏ thần Dominic rồi. Bây giờ anh ta sẽ không quá là quan ngại những tình huống Rascal lao vào che chắn nữa đâu. Con rồng sẽ cần được khởi động nhưng mà Ghost cứ bị kẹp lại nha. Mục tiêu có thể tấn công chính là Effort nhưng Kana mới là người bị tấn công thật sự bên phía bên này. Aiming lao vào cố gắng bắn, Kana nhảy về được rồi. Effort vẫn đang chờ thời cơ để có thể lao vào. Rascal đang hơi đơn độc đi cùng Curse để có thể trở về nhà. BD lao tới không bắt được ai cả. Và Ghost đang bị bắn hơi đau nha. Effort cũng tương tự đấy vậy. Aiming lao sang bắn thêm phát nữa vào người Ghost. Ghost chỉ còn 1/3 cây máu. Effort cũng như là như vậy. Trừng phạt được cua đến từ Curse và KT đang muốn tràn lên tấn công. Rascal tung ra Bola vào đầu đây. Lần này nó đã trúng rồi, nó vào người của Dread. Dread dùng chim mồi để bỏ chạy. Ghost đang cố gắng bắn, tung ra bão tố nổi dậy nhưng khi rút lông không rút ra được ai. Và những chiêu cuối quan trọng tạm thời đã bị hết bên phía của Nông Sim Red Force. Họ còn lại chiêu cuối của Rakan, họ còn lại cái lốc xoáy của Dread. Và con rồng đang được bên phía KT khởi động. Con rồng có 1000 máu và rồng thuộc bên phía Nông Sim Red Force. Họ tràn lên tấn công ngay lập tức là 3 điểm hạ gục. Trời ơi, một pha tranh chấp trừng phạt cực kỳ hay đến từ Dread. Và bây giờ thì Aiming đang đứng lại để tấn công Kana. Kana sẽ có nạc khổng lồ, có BDD xuất hiện ở đây thanh tẩy đến Aiming, không giúp gì được cho anh ta cả. Hồi máu quá trên đến từ Lai và bây giờ thì Rascal cùng với Lai đang phải dìu dắt nhau về. Rascal hết năng lượng rồi, có nạc khổng lồ đến trước vào tường, họ dồn tất cả mọi thứ vào người Rascal. Lai chui ra để lấy giáp nhưng giáp bao nhiêu cho đủ cho tình huống này đây. Họ sẽ mất thêm 2 người nữa và quét sạch dành cho Nông Sim Red Frost trong tình huống này. Ghost đang đẩy thẳng vào khu đứng giữa cùng với lại Dread. Họ có một đại Baron và họ có luôn đường lý siêu cấp tại khu vực giữa cho cứu này. Và trước đấy là họ lấy về quét sạch cộng với cả Linh, xin các bạn là cái bùa lợi rồng đất nữa. Và chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Dread anh ta đang hình lao vào và anh ta trừng phạt thắng được Curse vào vừa rồi. Curse nằm xuống, kéo theo rất nhiều những người đồng đội đi theo. Và đây là tình huống Rascal. Thực ra đáng nhẽ rằng là Live có thể về được rồi mà. Nhưng mà Live đã... anh ta đã cùng với cả em mình di chuyển ra và check tầm nhìn cái bụi cỏ chặt ba này một cách nó hơi vô cớ một xíu nên cô về thì là nên côn về thì là hợp lý hơn. Và khi mà BD cũng phải Kana tới thì một con Sejuani nó chỉ có sức chống chịu thôi, nó còn không còn năng lượng nữa, Lai cũng không còn năng lượng nữa, đã khiến cho bên phía của Nông Sim Red Force lấy về được cho mình một cái quét sạch đầu tiên trong cái ván đấu này. Và nhìn chung là bây giờ họ đang ở thế cửa trên rồi. Đang là một ưu thế trông thấy trong phía Nông Sim Red Force sau khi họ có được bờ lợi Baron, họ có được dòng nguyên tố thứ hai cho riêng mình trong ván thi đấu này và họ có thêm cả một cú quét sạch mang lại một đường lý siêu cấp nữa. Cách biệt về tiền đã lên tới con số gần 7.000 tiền cho bên phía của Nông Sim Red Frost. Và đây là một cách biệt cho thấy rõ cái lượng trang bị chênh lệch đến từ cả hai bên là lớn như thế nào. Kana đang có một ván thi đấu thành công, một ngày thi đấu thành công dành cho Kana. Ván thi đấu thứ ba anh ta chưa phải nằm số bất kỳ một lần nào cả, cầm hai món trang bị tấn công là dìu đen cùng với tam hợp kiếm và có thêm cả một lượng kháng phép lớn đến từ giáp thiên nhiên nữa. Những tình huống nạp tín nhiệm của anh ta vừa có nhiều sát thương và nạp khổng lồ thì lại có được chỉ số chống chịu vô cùng ấn tượng. Và anh ta sẵn sàng càn thẳng vào trước mặt hai xạ thủ đối phương như chỗ không người. Có những gì mà các thành viên còn lại đang làm đến từ Nông Sim cũng đang là tương đối tốt. Họ có một Saiya chưa nằm xuống bất kỳ một lần nào, farm tốt theo thời gian đến từ Ghost và sắp có được vô cực kiếm. Họ có một Lissandra vẫn đang có những farm make play bằng nhiều những tình huống rờ đứt đa mục tiêu. Và đó là những lợi thế dành cho phía Nông Sim trong ván thi đấu này để họ có thể kết thúc ván đấu sớm trước khi mà Cocky của Vikla cùng với Aiming có được cái lượng sát thương cấu rỉa tầm xa một cách hiệu quả. Chúng ta có thể thấy ở bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn đang là cái lượng kinh nghiệm, lượng cấp độ. Và 3 carry của bên phía Nông Sim Red Force đều đang là người dẫn đầu về lượng cấp độ nha. Không chỉ riêng là chênh lệch về thế trận, về lượng trang bị, còn cả về sát thương và đó là cái khả năng tung ra những cái chiêu thức có được cái sát thương nhiều hơn nữa khi mà cấp độ của họ là tốt hơn. Nông Sim Red Force họ đang thực sự thi đấu khá là kín kẽ trong ván đấu này, đặc biệt là những cái cá nhân của họ đang có một màn trình diễn khá là xuất sắc. Effort anh ta cũng đang làm người hỗ trợ cùng với cả BD khá là tốt trong mỗi tình huống lao vào và quấy nhiễu. Con Lissandra này hoàn thành xong cho mình cái trượng hư vô rồi
Và bây giờ mỗi một ai dính một hit wound khống chế từ Bi đi, gần như chắc chắn sẽ phải bỏ lại mạng. Hoặc không thì một là cái thanh tẩy của Vikla và Aiming phải mất đi, không sẽ là cái tốc biến. Một thế trận khó khăn cho phía KT Roster, và họ có lẽ sẽ phải suy xét đến việc bỏ thêm một con rồng nguyên tố nữa trong ván thi đấu này. Tình huống giao tranh ở rồng gần nhất đã cho thấy được đối bên phía của NoSim có khả năng giao tranh tổng mạnh đến như thế nào. Còn nếu như bỏ con rồng này thì thôi cũng đành chấp nhận, đối phương sẽ có 3 dòng đất vậy, chỉ số chống chịu sẽ được tăng thêm một con số rất đáng kể. Và những gì KT đang muốn làm là bắt chết một con Na để lẻ khu đứng dưới. Kana có Na khổng lồ nhưng mất chiêu cuối rồi, tốc biến quanh ta còn dính mũi tên thân thần bị làm chậm. Bolaban còn đến từ Rascal, nó sẽ được tung ra sau khi Kana mất tốc biến như thế này. Đây, một loạt hiệu khống chế trồng vào và Kana chống chịu khá tốt trước sức sát thương đến từ cả 5 thành viên đối phương, 4 thành viên đối phương thì cũng hơn. Effort mở lỗi, một pha băng vào lỗi đến từ hỗ trợ của NoSim Red Frog, và Vikla vẫn còn sống để có thể giữ lại nhà chính cho bên phía của KT. Nhưng nhà lính đường trên thì có vẻ là mục tiêu mà Vikla hơi khó để có thể giữ lại. Đây là một tình huống câu kéo thời gian khá là tốt đến từ Kana. Thực sự là bây giờ anh ta đang rất là xanh. Anh ta có cho mình được cái dìu đen, cộng thêm đó là cái giáp thiên nhiên và cả giày thủy ngân nữa. Anh ta không quá quan ngại những tình huống bị giữ chân lại quá lâu, anh ta sẽ có thể dễ dàng di chuyển về được. Và 30 giây nữa rồng ra, thì trước đấy 10 giây Kana đã có mặt trên bản đồ rồi. Đây vẫn sẽ có thể là một con rồng mà bên phía NoSim Red Force có thể kiểm soát được. Vikla, anh ta vẫn đang trở lại cho mình gói hàng, anh ta vẫn đang khá là phân vân, biết liệu rằng lấy có phải quá sớm hay không. Khi mà rồng đã ra rồi thì tôi nghĩ là nên lấy thôi Vikla. Rồi kiên nhẫn đi nào, có vẻ như là hơi có vội vàng đến từ phía KT Roster rồi. Thật sự là họ đang rất nôn nóng, cố gắng tìm kiếm lại lợi thế cho mình ở trong ván đấu này. Họ bắt buộc phải dùng gói hàng này để có thể ra khu vực hang rồng. Đây là một trong số những công cụ quan trọng nhất để KT có thể kiểm soát giao tranh. Nhưng đội hình của họ nếu như sổ vào những pha giao tranh sau cái gói hàng đến từ Vikla thì nó sẽ bị một cái là đối phương lại là đội hình Odin rất khỏe. Và con rồng này bỏ thì thương mà vương thì tội. Hai đường lý siêu cấp là áp lực quá lớn. Thậm chí NoSim có thể bỏ con rồng này cho bên phía KT để ăn Baron. Nó sẽ là con Baron miễn phí cho bên phía của NoSim. Họ có sát thương đến từ Kana và Red để làm điều đó. Và NoSim đang có ý định đổi mục tiêu thật. Họ sẽ hướng tới Baron và 2 Megarith để endgame. Rồng 3 đối với KT thì nó cũng chỉ mang lại một chút chỉ số, chứ nó chưa thể nào kích hoạt linh hồn rồng dành cho họ được. Nó có thêm một chút tiền thưởng mục tiêu, nhưng phải đối mặt cùng với lính siêu cấp ở cả hai đường. Và Baron nữa thì Koki và Ezreal sẽ tìm kiếm sát thương đầu ra như thế nào với những pha cấu diện tầm xa đây. Thật sự là cũng hơi bị khó một chút từ bên phía OKT Roster. Tôi cũng không muốn là người quá là bi quan, không muốn là một người quá là một chiều, nhưng mà tuy nhiên rằng là với con cái bộ lợi Baron này thì khu vực đường dưới gần như nhá, gần như sẽ là mở toang ra dành cho bên phía của NoSim luôn. Họ sẽ đẩy vào với cả 5 người, hoặc là thậm chí họ sẽ vận hành đội hình 1-4 để cho Kana ở khu vực đường giữa đẩy những tên lính với lính siêu cấp vào, và họ sẽ ghép được ở khu vực đường dưới. Sau đó là một tình huống triển khai 3 nhà lính biến cái nhà chính của KT Roster thành một cái sân bay, sau đó là đơn giản ập vào mở giao tranh với Na khổng lồ thôi. Đấy là sẽ là cái kịch bản đẹp nhất mà KT Roster có thể làm được với thời điểm mà họ vẫn còn bùa lợi Baron. Và bây giờ họ bắt đầu triển khai nó này, và sẽ là chiến thuật 1-1-3 trước đã, sau đó sẽ đẩy dần về là 1-4. Áp lực đến từ một con Na ở khu cánh trên của Kana là tương đối lớn nha. KT không có đối trong việc đẩy lẻ cùng với Kana. Họ muốn bắt chết con Na này, họ sẽ phải kéo tầm 4 cho đến 5 người. Và chắc chắn cái cánh còn lại sẽ bị lủng nếu như họ có ý định bắt lẻ Kana thêm một lần nữa. Còn cánh còn lại của NoSim thì đang dìu những lính vào một cách hết sức thoải mái. Ghost là một Saiya chí mạng. Anh ta có một lượng sát thương tay tương đối lớn lên các công trình của KT Roster. Và KT vừa giải quyết xong đợt lính khu vực đường dưới nhưng giải quyết được một cánh thôi. Cánh còn lại thì Kana đã dìu lính siêu cấp vào tới tận trụ bảo vệ nhà chính của KT rồi. Còn nhà lính khu đường giữa khi nó không còn trụ bảo vệ thì chắc chắn nó cũng sẽ là nhà lính thuộc về bên phía NoSim mà thôi. Kể cả là một Na tí nị thì Kana vẫn có tới hơn 3.000 máu. Và sức sát thương của KT muốn hạ gục được anh ta cũng sẽ phải tiêu tốn tương đối nhiều tài nguyên, hoặc thậm chí là không thể. Và cánh dưới thì Ghost đang bắt đầu tiếp cận trụ. Trụ đang bị tấn công bởi một con xe pháo có Baron. Và Vikla cùng với Aiming đang oan lưng ra để phòng ngự. Trong khi đó những con Thiên Vương Chùy có Baron thì Rascal lại lấy đâu ra sát thương đây? Anh ta vẫn đang cố gắng để giữ lại cái trụ vệ chính đầu tiên cho bên phía của KT. Vikla vừa dần về một nhịp, và anh ta ngay lập tức phải trở lại khu đường dưới khi mà Effort và Ghost bắt đầu dìu thêm đợt lính tiếp theo vào rồi. Đang là một cái thế nhấn nhá khá tốt đến từ phía NoSim Red Force. Kana vẫn đang làm một nhiệm vụ cực kỳ là quan trọng đối với cả đội hình của phía NoSim Red Force. Và bây giờ là một tình huống cô ánh sáng tung ra để dọn lính, nhưng mà Aiming đang bị cấu hơi nhiều máu nha, phải có hồi máu đến từ Life. Đường giữa thì BD cũng phải Red đang là người cố gắng ngăn chặn không cho Vikla cộng với cả Kurt di chuyển lên để tấn công một người Kana. Ở đường dưới thì là một mình Ghost mà thôi. Những cái con lính với những cái chùy đang đánh vào người của Rascal, anh ta đang tốn cực kỳ nhiều năng lượng để có thể clear lính. Trong khi đó thì lính cứ liên tiếp được đẩy vào, đường giữa cũng tương tự là như vậy. Một tên lính có một con lính nâng cấp
đang đẩy vào khu đường giữa rồi, và bây giờ Effort đang muốn tìm em mình để có thể mở, và đây là một tình huống Kanala vào đẩy một người về, đó chính là một người chơi tăng bên phía của Tiroster mà thôi. Nhưng bây giờ là Nongshim họ tràn lên tấn công, người nằm xuống đầu tiên đó chính là Rasko. Lốc xoáy lần hai chúng ba người cực kỳ chính xác. Gus đang phải bỏ chạy, em mình đã nỗ lực được bắn, anh ta hạ gục được cái bóng của con vu công, và bây giờ anh ta đã cố gắng tìm kiếm một ai đó khác. Effort bấm đồng hồ câu giờ, anh ta sẽ có thể phải nằm lại ở đây, và đúng thật anh ta nằm lại rồi. Red anh ta chạy được thì đây là em mình tốc biến lên bắn luôn. Và đó là một tình huống phản công tốt đến từ bên phía KT Roster. Ghost anh ta còn đầy năng lượng nhưng chỉ còn nửa máu mà thôi. Ghost sẽ gặp khó trong pha này. Dịch chuyển tới để muốn bảo vệ Ghost nhưng không thành công rồi. Đây là Kana tới, một con Na tí nị lao vào cân ba, cũng hơi khó một xíu. Rất nhiều sát thương. Na khổng lồ rồi. Pi đi tới và Curse gặp nguy hiểm. Curse lên bảng đếm số. Phản công ngược trở lại đến từ Nongshim. Và Kana đang muốn tiến lên với Na khổng lồ. Big Flash và Emin đang phải ôm nhau chạy về, ném đá. Và Big Flash thậm chí cũng phải tốc biến khỏi cái hòn đá đó. Một áp lực rất lớn đến từ cú dịch chuyển của cả Kana lẫn cả BD nữa, mặc dù những người trước đó phải nằm xuống của Nongshim đã là 3 người. Những hai thành viên của Nongshim vẫn thực hiện một tình huống dịch chuyển để có thể phản công, và họ đã phản công xuất sắc đẩy lùi đối phương ra, có thêm đường siêu cấp cho phía của Nongshim. Giao tranh diễn ra có thể đổi mạng đến từ cả hai bên, không quá lỗ cho KT. Tôi có cảm giác như việc mất đi 3 lần siêu cấp tại thời điểm này nó báo hiệu đến một trận thua báo sớm của KT vậy. Đó là một nỗ lực phản công tốt đến từ đội sát thương lớn của một Corki cấp độ 16 và một Eric cấp độ 15 của mình nữa. Nhưng những gì đã mất thì cũng đã mất rồi. Đó là 3 Mega Rip dành cho bên phía của Nongshim Red Force, mặc cho những nỗ lực của KT trong việc gỡ mạng là vô cùng đáng ghi nhận. Nhưng việc phải đối mặt cùng với 3 đường lính siêu cấp thì chất tướng có khỏe cỡ đâu đi chăng nữa. Anh ta may mắn là không mất đi bất cứ một cái chiêu thức nào để phải về cả, đặc biệt là cái Bola bằng hàn, và 10 giây nữa thì rồng ra rồi. Cái T roster thực ra tất nhiên là họ cũng có thể bỏ được con rồng này, bởi vì đây không phải là linh hồn rồng đất của Nongshim Red Force. Họ sẽ cần phải giữ lại cái nhà chính kia kìa, khi mà bây giờ là 3 nhà lính đã bể rồi, và đúng thật là một cái sân bay ở cái nhà chính của phía KT roster rồi. Nhưng Nongshim họ cũng chưa cần phải quá vội vàng làm gì cả. Thế nguồn sát thương bổ sung của họ vẫn đang được đảm bảo khá là tốt, khi mà Ghost vừa hoàn thành xong cho mình được một món đồ nữa rất quan trọng, đó chính là cái huyết kiếm. Nhưng để có thể nói thì em mình cũng đang có được rất nhiều khoảng trống trong tình huống giao tranh vừa rồi nha. Mà nếu như mà Nongshim không cẩn thận thì cũng có thể KT sẽ lật kèo được. Hai các thiên thần sẵn sàng trên đường bên phía của KT roster. Tôi có cảm giác như Vikla đang chưa có được lượng trang bị đủ để có thể gây sát thương một cách thoải mái. Ta đang tiến gần đến với một cái gì mãng xà, nhưng mới chỉ là hai mảnh thành phần của nó mà thôi. Em mình đang cầm hơn 3.000 tiền, và anh ta sẽ có món trang bị cuối cùng, đó là một cái gươm suy vong dành cho các Eril này. Dược phẩm thì chưa có đủ tiền để mua, nhưng đây cũng đúng là một lượng sát thương rất lớn đến từ bên phía của KT roster đang sở hữu về cuối ván đấu. Chỉ là những cái vấn đề về ngoài con tướng thì họ đang gặp bất lợi nhiều hơn so với Nongshim. Đó là những con Baron đang hơi bất kiểm soát một chút đến từ KT roster, đó là những cái con rồng được stack lại liên tục bởi Nongshim Red Force. Và đó là những con Thiên Vương Trùy vẫn đang là những áp lực tuyến trước của Nongshim, khiến cho những phát bắn thần bí của em mình khó để tìm sát thương vào tướng hơn. Bây giờ thì Vikla cấp độ 18, cầm thanh tẩy, gói hàng đang được tiết kiệm đến từ Vikla. Đối phương bắt đầu ép Baron rồi, anh ta bắt buộc phải quay người trở lại để nhặt gói hàng. Và đây sẽ là tình huống mà Rasko sẽ cần phải cân nhắc dịch chuyển sớm và chấp nhận rằng đứng dưới đối phương sẽ là những con Thiên Vương Trùy đẩy chậm. Anh ta cần phải có được một điểm đáp cho cú dịch chuyển của mình. Corki của Vikla đang dần xuất hiện trở lại với thanh tẩy và tốc biến của anh ta chưa hồi kịp. Những thanh tẩy thì có thể sẽ giúp cho anh ta rất nhiều trong việc hóa giải đi những lời khống chế đến từ vị trí của BDD. Và một pha xử lý khá tỉnh táo đến từ bên phía của KT, khi họ chưa để cho Rasko dịch chuyển vội, vì họ biết rằng đối phương đang chưa thể nào ăn Camaron này đủ nhanh. Mục tiêu khu đường giữa đang được KT hướng tới, họ sẽ có thể có được cái trụ này, lính đã hết nhưng Vikla sẽ là người chống chịu. Và bây giờ bên phía khu vực bờ sông nơi có hang Baron thì Curse đang là người che chắn không cho các thành viên của Nongshim di chuyển ra. Đang có một lãnh thổ xương đen để có thể tàng hình di chuyển vào. Red sẽ có thể bắt trong pha này nha, và Red anh ta bị làm cho, anh ta còn lốc xoáy để lùi về được, anh ta vẫn còn chim mồi nha. Effort né của cung phong linh, Red đang ngược trở lại. Và đây tình huống gói hàng được cung ra trương cuối giữ chân lại được Red, nhưng đó là cái bóng của Red chứ không phải là Red thật. Và Kana sắp cũng đang khổng lồ rồi, Effort la vào, nạn nhân đang là Rasko. Bên phía bên kia thì ngay tức là mất sát thần đến từ Curse. Và Vikla cũng với cả Emin đang phải ôm nhau đi về. Kana lao tới, tốc biến tới đến từ Red. Red muốn kiếm Emin nhưng Red đã nằm xuống rồi. Rasko hạ gục được Kana. Ghost cùng với cả B đang chưa gây được sát thương, và thậm chí rằng đó là một tình huống mà Red cũng phải nằm theo người đồng đội của mình. Và bây giờ các thành viên của phía KT roster họ đang muốn phản công ngược trở lại. Những cú đờ đang cực kỳ đau đến từ Vikla. Emin lao lên bắn, chỉ có ba người thôi, và Ghost lao lên bắn rồi, nạn nhân đang là Emin. Emin bị Baron bắn và Emin nằm xuống. Vikla đang phải ôm life để đi về, và có Rasko tới đón. Lợi thế về người cho KT roster nhưng họ lại quá vội cho tình huống xử lý vừa rồi, và để rồi khi mà Vikla, Emin và Lai đứng lại thì họ lại bị bắt bởi vị trí của Ghost. Một pha xử lý quyết đoán đến từ xạ thủ của Nongshim Red Force giúp cho Nongshim gỡ được một mạng gục quan trọng cho tiếng vừa rồi. Đầu tiên là một tiếng 2 đổi 1. Lissandra của BDD cùng với Kana đã băng vào tuyến sau đối phương một cách rất áp lực, nhưng họ lại thiếu đi hiệu khống chế và sát thương tuyến sau đến từ Ghost.
Ghost bị tách ra hoàn toàn khỏi pha giao tranh này và hiệu không chế đến từ Kana, đến từ BDD và cả Red được trồng lại. Nó cũng không hiệu quả. Vic là có khoảng trống, Aiming có khoảng trống. Hai xạ thủ KT hoàn toàn được chơi game trong pha này, họ không bị nằm xuống mặc dù mất máu nhiều. Với khả năng hồi phục đến từ Yumi thì họ đã có một tiếng tấn công cực kỳ hiệu quả để lấy mạng của hai người. Đó chính là vị trí của Red cũng như là cả Kana nữa. Nhưng ngay sau đó lại thấy 4-3 được KT Roadster xử lý khá là ẩu, và sau đó thì khi mất đi Aiming, họ mất hoàn toàn áp lực tại Baron, và bây giờ những người khởi động Baron lại đang là bên phía của Nomsi Red Fox. Aiming nằm xuống rất tai hại, và bây giờ liệu rằng Virgo của Kurt có sửa sai cho đội đấy không, để anh ta còn cú trừng phạt để có thể sửa sai. Nhưng bên phía Nông Sim không muốn tranh chấp trừng phạt 50-50, Aiming xuất hiện trở lại. Nhưng đồng đội của anh ta thì ra tranh nổi không đấy, anh ta vẫn đang ra tranh được. Đồng đội của anh ta ra tranh quá tốt, và đó là Vic La được xả sát thương. Họ liên tục có những mà hạ gục, và Nông Sim chết tới 3 người trong quyết định ép Baron của mình. Big Bomb trượt đến từ Vic La nhưng sát thương vẫn còn đến từ cả Aiming và Vic La nữa. Họ quét sạch đối phương và chiến thắng dành cho KT Roadster sau một tiếng ép Baron sai lầm của Nông Sim Red Force. Liên tiếp là những sai lầm từ Nông Sim cho tới KT Roadster. Nhưng là sai lầm của Nông Sim thì nó nặng hơn rất là nhiều. Và Vic La, một con Cocky ở giai đoạn đầu trận không được chơi game, bây giờ anh ta comeback và anh ta lên tiếng cực kỳ dõng dạc để lấy về chiến thắng của các bạn, để lấy về chiến thắng cho KT Roadster ở trong cặp PO3 này sau 39 phút cực kỳ là cân não. Và KT Roadster sẽ chính thức vươn lên dẫn trước ở trên bảng xếp hạng. Một cặp trận PO3 và một ván thi đấu thứ ba vô cùng căng thẳng đến từ cả hai bên, và KT là những người cuối cùng có được chiến thắng khi mà Nomsi Red Fox đã có quyết định ép Baron ở tư thế hơn người. Họ bắt chết được Aiming trong một sai lầm đến từ xạ thủ KT Roadster, nhưng ngay sau đó làm quyết định ép Baron 4-5 không đủ nhanh để Nomsi có thể rút lui kịp. Và tình huống giao tranh cuối cùng là một tình huống giao tranh tương đối bị với tầm đến từ bên phía của Nomsi Red Fox. Họ không quyết định rush con Baron mà họ quyết định là đánh ngược trở ra sau khi thấy đối phương kéo người ra với 4 người. Nhưng quyết định đánh cửa trở ra đến từ bên phía của Nông Sim được họ thực hiện một cách tương đối rời rạc. Và để rồi thì cũng phản công đến từ Yumi của Live cũng là tương đối xuất sắc với cái chương cuối nữa.